Vâng, Người Đô xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và trong video clip buổi tối ngày hôm nay thì hiện tại bây gần 9 giờ rồi. Thì em up clip này thì cũng là hơn 9 giờ. Thì những bác nào có nhu cầu những sản phẩm hàng thanh lý của những hàng nâng cấp ấy, thì liên hệ em. Thì như biết thì tại đơn vị em thì một đơn vị bán rất đa dạng các mã sản phẩm âm thanh khác nhau. Và riêng trong buổi tối nay em về thanh lý khoảng độ là khoảng 3-40 thiết bị có nhé, 30 thiết bị thôi. Phù bác. Và với tần suất là các bác nâng cấp đổi cáp quá nhiều thì em sẽ xin phép là từ nay là em sẽ một tuần em chỉ quay một lần thôi, thì là tập trung vào những sản phẩm mới về, vì là báo cáo bác thời điểm này nó cũng cận kề Tết rồi và bên em hàng về rất là nhiều mà không có thời gian để review cho bác từ những sản phẩm hàng loa bãi, là ngày mai em bắt đầu về rất là nhiều này, dòng JBL này, dòng EV này, dòng loa đen LED này, những dòng JBL thì em có về cả bát 2530 nhé các bác nhé, hàng bãi xịn ạ. Và như biết thì bên đơn vị em có hai cơ sở, một là 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội, cơ sở 2 là 76A Nguyễn Bích, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh. Thì hai cơ sở này thì như thế thì cơ sở 2 thì em mở trong Sài Gòn được tính ra 7-8 tháng rồi. Thì được sự ủng hộ các bác thì bên đó hoạt động rất là tốt, cũng như là mục đích em muốn mở trong Sài Gòn để phục vụ các bác được tốt hơn với những sản phẩm âm thanh chất lượng. Và ngoài cái việc ngoài là em bán trực tiếp cho bác hoặc là lắp đặt tận nhà cho bác, thì những bác nào mà trước đây mua những bộ dàn âm thanh hay những cái thiết bị âm thanh mà ở phân khúc kém chất lượng hay những bộ nó ở phân khúc bình dân, mà bây giờ có nhu cầu điều kiện mà mình đang thừa những sản phẩm ở phân khúc bình dân đó và nâng cấp lên những sản phẩm cao cấp hơn, thì cũng để liên hệ đơn vị em, bên em đều phục vụ bác cùng anh em. Thì tại hai cơ sở bên em đều thu nhận lại những sản phẩm như vậy. Thì quay vào những sản phẩm ngày hôm nay thì cũng đều là em thấy cũng đều là các sản phẩm mà trên thị trường anh em bán rất là nhiều, cũng như là em nhận nâng cấp cho các bác. Thì hôm nay có tổng cộng 1, 2, 3 con đẩy, 3 con đẩy 2 kênh và 3 con đẩy 4 kênh phục vụ bác anh em. Thì những con đẩy 2 kênh này em đổi cho những bác khách hàng là đổi sang con đẩy 4 kênh này, hoặc có những bác đổi sang vang số. Đấy. Quay nhanh nha bác nhé. Thì đầu tiên đây, trước mắt các bác là con vang cơ. Con vang cơ quá quen thuộc các bác rồi. Con vang cơ này, vang cơ đời đầu. Nó có màn hình ở giữa này các bác này. Đấy. Con vang cơ DBX DSB100. Con vang cơ này thì nó có là cái tiếng echo nó rất là tốt, nó tốt hơn những con vang cơ tầm bây giờ các bác nhé, tốt rất nhiều. Nhưng với thì đời đầu của nó thì nó sẽ không có cái phần gọi là chống hú các bác nhé, cơ đời đầu mà DB100, nhưng cái tiếng echo rất là ok đấy các bác nhé. Các bác nào mua những con này bác đang dùng rồi, bác biết rồi. Nó có hai phiên bản, trước đây là mặt màu đen và có phiên bản mặt màu xanh nước biển ý. Đấy. Giá bên em Hiếu Minh đang bán là 450.000 đồng các bác nhé, 450.000 đồng. Được không Dũng? Và tiếp theo nữa là một con lọc xì PV 21. Thì báo cáo bác đây là mẫu lọc xì, không phải sản phẩm lọc xì chính hãng đâu nhá. Nó là lọc xì hàng loại 1 sản xuất Trung Quốc thôi, không phải lọc xì chính hãng đâu. Nhưng cái chất âm cho nó ra cũng khá là ok. Con này sử dụng cho thiết kế là 32 cần gạt. Và cái thứ hai nữa là sử dụng nó có đặc biệt hơn so với các con lọc bình thường khác, là nó sử dụng là tăng giảm bát này, tăng giảm chép này, rời. Bác nhìn thấy không ạ? Nhà về trên về dưới này đấy, và khuếch đại tần số EQ bát này, qua và không qua, và ở đây là có âm lượng nữa riêng biệt. Nghĩa là khi tại sao em phải nhấn mạnh vào 6 nút này, vì khi bác chỉnh cố định đây, ví dụ như em chỉnh bằng thôi nhé, chỉnh bằng này thôi, nhà bác thay chỉnh bác chỉnh chữ V nhỏ bằng hơi lượng chữ V cũng được, thì trường hợp là các bác tăng giảm bát chép bác không phải chỉnh cần nữa, bác chỉ chỉnh trên nút thôi là cực kỳ tiện lợi bác nhé. Giá trước này em đang bán là giá là 700.000 đồng, đây con lọc xì các khách hàng dùng rồi nên nó hơi cũ một tí bác nhé. Trước đây em bán con này là 1,5 triệu, mà dù bác mua dùng rồi thì giá nó êm hơn, giá 700.000 đồng. Và một số lưu ý, các bác mua hàng thanh lý bên em thì bên em tối bảo hành tối thiểu nhất là từ 3 tháng trở lên. Còn những cái sản phẩm nào mà trùng hãng bên em bán cũng như là TD, như là trùng hãng bây giờ ấy, như DB, TD hay là PS ấy, thì em vẫn bảo hành cho bác từ 6 tháng đến 1 năm như bình thường tùy theo sản phẩm. Tiếp theo nữa là con lọc xì Apex. Con lọc xì này thì nó thiết kế là nhiều cần gạt lắm các bạn, cũng chỉnh bát chép riêng biệt này và giải tần số riêng biệt luôn. Nó sử dụng một vế của nó là 6 nút tinh chỉnh rồi. Đấy. Và chút con này thì đẹp lắm, miêu tả là đẹp, mỗi thiếu mỗi hộp thôi cũng đẹp lắm các bạn. Mua của đơn bác, khách bác mua từ đơn của đơn vị Hanh Nguyễn này. Hanh Nguyễn dán nhiều tem này. Chiếc lọc xì này bên Hiếu Minh bán là 1.500.000 đồng các bác nhé, lọc xì size 3U. Em thấy anh em đang bán con này là rơi 2,5 triệu rồi đấy. Nó có đèn nháy bên cạnh này.
Nói chung con này rất là chất đấy con nhá. Rất là chất luôn đấy. Rồi ông nhấc ra. Nhấc ra. Tiếp theo nữa, ông lấy cái súng mở cái này ra đi ông. Lấy súng mở cái này ra, mở nắp ra để con nhìn. Đây là lọc xì Việt Nam ông nhá. Lọc xì thương hiệu Việt Nam. Đấy, EQ933. Em Hiếu Minh bán có 250 ngàn đồng thôi. Con lọc xì này nó lọc xì đèn hay sao nhỉ? Với lọc xì đèn. Lọc xì đèn nhưng em bán rẻ vì thầu rẻ ở Việt Nam 2 4 6 8 10 cần gạt là 20 cần gạt cũng nhá, 250 ngàn đồng. Mở hẳn ra. Và tiếp theo nữa là con vang Lex Acoustic mang hiệu FX8. Đây con vang loại 1 thôi nhá, đầy đủ tính năng, từ Bluetooth này, cổng quang này. Echo đầy đủ. Đây cổng quang nó này, cho Bluetooth đây. Giá em bán là 850 ngàn đồng. Toàn dán ngược này. 850 ngàn đồng các nhá. Mới đủ nữa cho đủ độ sáng các bác xem. Lex FX8. Rồi. Và tiếp theo nữa thì em có một con vang Siso. Con vang Siso. Mã của nó là ES510. ES510 con này đẹp lắm, thiếu mỗi hộp xốp thôi các bạn. Thiếu mỗi hộp xốp thôi. Vang ES510. Giá em bán là 2.3 bác nhá. Đây em đọc rõ hút xấu quá, ghi chữ xấu rồi. 2.300.000 đồng con vang số ES510 này, thiếu mỗi hộp thôi. Đẹp lắm, sử dụng 2 4 6 8 đường ra. Rất nhiều cổng xốp center. Đấy. 4 đường ra thông thường. Nghĩa là đối với dòng Siso này, bao báo cáo bác là các bác cài cổng nào cũng được. Đấy. Thì con này nó sử dụng cả cổng quang đầy đủ này, cả cổng đồng trục này. Tất cả nguyên tem hết bác nhá. Nguyên tem hết. Em là một con. Mua của đơn vị nào đây? Cũng hẹn Nguyễn Auto. Con này rất là chất luôn. Nó bản đời đàn anh của dòng Siso S510. Giá này anh em thợ vừa nắp được hay bác về nắp thoải mái luôn. Và tiếp theo nữa em giới thiệu đến toàn thể các bác một chiếc vang cơ. Thì báo cáo bác đây là dòng vang cơ cũng đầy đủ tính năng, nó sử 4 đèn và 3 lúm chỉnh. Thì báo cáo biết đây thiết kế đằng trước là sử dụng là một cổng USB này và các cổng chuyển đổi như cổng Bluetooth, cổng quang. Đấy, đầy đủ. Quả chống hú đằng trước là FBX này. Cũng nguyên tem đó nhé. Mình mua đơn vị nào đây? ES1 là không biết đơn vị nào. Đấy, phần sau nó có dâu này bác này. Cổng quang bác nhé. Cả những sản phẩm này không phải bên em bán, em có thâu lại nữa vì em bảo hành cho bác tối thiểu 3 tháng. Kể có nguyên tem hay không nguyên nguyên tem thì em bảo hành bác 3 tháng bác nhé. Tối thiểu 3 tháng. CMF bác nhá, đây con vang CMF bằng màu đen, đầy đủ tính năng, giá 850.000 đồng. Đó. Okay. Và tiếp theo nữa một chiếc vang nguyên hộp này, con vang này là vang Gutin K19FX, bác nhá, vang Gutin K19FX này. Con vang này thì có revert bác nhá, có revert này, revert. Bluetooth, cổng quang đầy đủ, chạy chip 48 bit, nó sử dụng chip nó gần như con Gutin K15X. Và cái thứ hai là sử dụng chip lớn bác nhé, nó sử dụng chip lớn. Giá em Hiếu Minh bán là 1.450.000 đồng. Hiện tại bây em đang vẫn đang bán con vang này. Con vang này hiện tại bên Hiếu Minh đang bán là 1.900.000. Đây là con vang nội địa Trung Quốc bác nhé. Made in PRC Gutin K19X. Có mua giá êm hơn 1.500.000. Vì nó là hàng mới nguyên hộp, những con này em vẫn bảo hành cho bác ít nhất 6 tháng nhé. Và ít nhất 6 tháng nhé, những con đẹp nhỉ. Nguyên hộp là chẳng nhẽ em đi bỏ ra bàn mới. Có ông bỏ từ bỏ hộp lên đây. Thì nó nguyên hộp hết. Thực ra nếu trước nhà em bán mới được. Nhưng mà thôi thì có lẽ trước thâu được giá nó êm. Em bán lại cho các bác. Rồi. Okay. Và tiếp theo nữa thì bác khách bác gửi cho em một con vang Sansui. Sansui DA1. Thì bác khách cái bác gửi con Sansui này với con đẩy Sansui này, bác nhìn này. Con này Sansui này là bộ combo con lê luôn đấy nhá. Bác gửi cho em để bác đổi sang con đẩy TA408 của DB. Thì báo cáo bác thì con này thì em thâu lại giá êm của bác khách hàng mà tất cả nguyên tem này cũng không muốn rạch ra để mở ruột làm gì cả, thì nó nguyên tem.
Nguyên tem mình giữ cho nó chất. Rồi tùy mã vụ nhà hàng, hàng nhái này phải mở ruột, còn hàng xịn thì mở vẫn nguyên tem, để nguyên tem. Sansui DA1 mã ơi. Mua của ai đây? Chả biết chữ nào, mở quá thôi. Con vàng còn rất tình trạng rất là đẹp bác nhá, rất là đẹp luôn. Vàng bãi đẹp lắm. Sansui DA1 giá 1.450.000 đồng bác nhá. Đồng vàng thiệu của Nhật. Rồi nó bỏ ra. Đây ruột cổ chức và lọc đây. Lọc xì. Mã của nó là lọc xì này có đen bác nhá. Mã của nó là EQ933. Em mình bán là 250.000 đồng bác nhá. 250.000 đồng. Ok không? Và tiếp theo nữa em Hiếu Minh có một con vang quá nhá. Con vang này thì bác ấy mua của em. Bác mua mua được đâu đó khoảng 7-8 tháng, 8-9 tháng rồi. Bác không còn hộp, bác gửi ra cho em, bác ấy đổi sang con vang S690 bác ạ. Bác đổi chắc bác mua con TD CB 8800 Ultra nhà em này. Ở trong thì bác gửi ra vẫn còn điều khiển nhá, chắc bác chả dùng điều khiển như thế. Đây, cáp nguồn này, đĩa này, phần mềm này, dây nguồn đầy đủ bác nhá. Mẫu vàng DBL Tecmai S525 mã. Em có đúng một chiếc này thôi. Đây hàng đây, cho em nhà em đây. Hàng của em mà. Hàng em bán bác lên cấp sang con S690. Thì con vàng này của nhà hãng đang bán là 3.6 triệu. Thì bác mua những cái hàng gọi là khách hàng dùng rồi này, nó không có hộp khác thì em bán cho bác 2.3 triệu bác nhá. 2.3 triệu em vẫn bảo hành cho bác 1 năm được chưa? Mua hàng thì nghỉ vẫn bảo hành 1 năm được chưa? Vì những cái con này em vẫn đang bán nên em bảo hành cho bác 1 năm luôn. Thì con này thì bác khách hàng bác kích hoạt mã cào bác nhá. Đấy có đúng một chiếc không? Bảo hành 1 năm cho bác luôn. Kẻ mua thì nghỉ 2.3 triệu. Nguyên tem hết, nguyên tem nhà hãng nhá. Mời ông Dũng. Rồi. Và tiếp theo nữa thì em giới thiệu bác một bộ mic. Bộ mic này bộ mic chính hãng bác nhá. Bộ mic chính hãng vẫn nguyên hộp cho rồi. Cái hàng gửi đây nguyên hộp đẹp lắm các bạn. Là Vina KTV. Mã model là S500 Pro. Hiện tại bên mã Vina KTV S500 này hiện tại bên nhà hãng đang bán là giá là 2.5 triệu, 2.6 triệu đấy. Thì em đây sản phẩm chính hãng nhá. Đẹp, nói chung đẹp, hàng nguyên hộp cũng đẹp như mới các bạn. Em thâu lại giá nó êm khách hàng. Các bạn đỡ khỏi dùng xua nhái làm gì cả. Giá 1.4 triệu bác nhá. Giá em mình bán là 1.400.000 đồng bác nhá. Con này hãng này không bán đâu, nhưng mà em bảo hành cho bác 6 tháng chưa. Tại thực sự là mic nó cũng chả hàng mới, chả mới khi nó lỗi bao giờ cả. Em bảo hành cho bác 6 tháng kìa, không phải em bán. Đấy, bác yên tâm luôn. Mua hàng ní cũng được, bảo hành dài. Đây, đẹp. Tất cả chính hãng hết. Hộp after này, after này. Chống lăn này, 6 ly này. Hai tai này. Rồi dâu anten này, ok không ơi? Đến được đẩy đúng không? Và báo cáo bác thì hôm nay bên mình có tổng cộng là kia còn bộ mic nữa kìa. 3 chiếc đẩy 2 kênh và 3 chiếc đẩy 4 kênh của bác anh em và một con chiếc âm ly. Đây bộ mic BBS A1 này. Không đổ ra một xước, Dũng bỏ đổ ra một xước. Bình tĩnh quay. Hôm nay thực ra nhiều khi cái lượng đơn hàng đổi của bác quá nhiều, thật sự cực kỳ nhiều mà em làm đến mức em cái hàng em về em không có thời gian để quay hàng của em. Đấy. Và đi lắp đặt cho các bác nữa. Và trước mắt các bác là em có một bộ mic BBS A1 có nhá. Đẹp. Đẹp hết bạn, mỗi tôi không có hộp thôi. Đẹp hết, đẹp như mới. Thì bộ lần trước em có một bộ nhưng bộ này đẹp hơn bộ hôm trước. Bộ đẹp lắm các bạn. Bộ đẹp hơn thì giá bên thì Minh Thâu lại của khách hàng em vừa nâng cấp cho bác khách ở Quốc Oai này. Giá 1.400.000 đồng các bác nhá. 1.400.000 đồng BBS A1 Pro sao. Cái bộ này thì hay hơn cái bộ VKTV kia bác nhá. Và bộ này thì cái về chất của nó thì nó phải ngang ngửa những bộ mic tầm 3.5-4 triệu bây giờ. BBS A1 có 1.4 triệu thôi. Các bác đỡ khỏi mua hàng xua nhái. Rồi ok. Và báo cáo bác thì trước mắt các bác đây là một con đẩy Yamaha mã hiệu là XP7000S. Đây, các bác nhìn rõ nhé. Hai kênh công suất cho ra 700W một kênh, 700-750W một kênh. Con đẩy này của đơn vị em Hiếu Minh. Nhưng tại sao em thanh lý? Vì bác ý đổi sang con đẩy 4 kênh.
Thì bác mua nhà em cũng được cả gần năm rồi. Gần năm rồi, nhà Hiếu Minh bán 3 triệu rưỡi, bây giờ vẫn giữ giá lắm các bạn. Vì con đẩy này em bán đến ngưỡng rồi. Chạy đến 32 sò. 32 sò bác nhá. 32 sò 8 tụ, nguồn đồng to trả bá, nguồn đồng 100%. Đấy, hàng này là thâu lại khách hàng. Các bác mua hàng này em vẫn bảo hành cho bác 6 tháng được chưa? Các bác an tâm được chưa ạ? Nhìn cái dòng đẩy nó rất là lành. Mạch cửa AB rất là lành. Đấy. Ông kéo tôi thì ra đây thì nhấc lên. Kéo trước. Thì em thì mình bán con đẩy này giá là 2.400.000 đồng. Các bác lưu ý nhá, con đẩy này thì cái phần tai đằng sau này nó hơi cong. Để em quay cho bác. Đấy. Tai nó hơi cong ấy nhá. Tai hơi cong do vận chuyển ra em cũng lắn cho bác rồi. Đấy, mỗi điểm đấy thôi. Em có thế là em nói thế. 2.400.000 đồng. Bác ý thực sự là về cơ bản bác rất là ít dùng rồi, em thấy bụi bẩn nó rất là ít nhá. Bụi bẩn ít lắm. Gần như bụi bẩn rất là ít luôn. Tí tí. Chắc cho cái để trong đấy để bác chơi là không khí sạch sẽ, trong nhà kín sạch sẽ nên là ít rất bụi. Giá 2.400.000 nhá. Đúng đúng đấy. Và trước mắt các bác là một con đẩy san xui. Cái lắp thì ở đây là lắp xước vì mấy hôm nay mưa. Các bác mưa lấy thì em có thể mông lại cho bác cái lắp một tí bác nhá. Vì là điểm trầy nhẹ thôi. Đấy, do mưa em cũng mông được. Hàng nguyên tem cũng nghiêng lên thôi. Cái mặt đã đẹp lắm các bạn. Nhìn này, các nhìn cái mặt này. Mua đẩy quan trọng mặt đẹp. Mặt rất là gấu. Gấu đẹp, con san xui mã hiệu nó là 602 SA 602 con đẩy của Nhật bác nhá. Cái nút này. AB này. Nghe phần đây là như kiểu âm lượng, vu te, ni mít là cái gì mình chưa nghiên cứu. Ông hạ xuống tí nha. Hạ xuống. Giá em Hiếu Minh bán là 2.850.000 đồng. Bác bình thường bác mua những con bãi như này đã là 4 triệu rưỡi rồi. Ở đây thì bác khách bác ở đây bác cái dây của bác lối dây thêm hay sao ấy để nó dài. Lối dây thôi. Nguyên tem, ông lật ra xem của ai bán. Thì nguyên tem này cũng không bằng. Gì? Nam Thái. Nam Thái Auto. Số điện thoại vẫn đây, số điện thoại của bên nhà bán vẫn đây. Thì nguyên tem em không muốn bóc còn gì, vì thường ra những cái con đẩy khách hàng đã chơi rồi, nó tốt chạy đều thì nó vẫn là ngon. Hàng bãi vậy, nó đã là con nào ngon thì nó vẫn là ngon. Giá em mình bán là 2.850.000 đồng các bác nhé. Rồi, ok đâu. Nhấc con đấy vào trong đi. Và tiếp theo nữa, em có một con đẩy đó, mã hiệu của nó là B3. Mã hiệu ROM 2.4 bác nhá. ROM 2.4 B3. Mạch B3 ấy rồi thì tiếng cực kỳ sáng, sạch. Đấy. Nguồn nó vào này, tiếp mát này. Còn tiếp mát nguồn này. Đấy. Mạch đây, mạch tất cả zin hết bác nhá. Em mở ruột con này bác nhìn này. Chất. Chất luôn. Sử dụng 2, 4, 6, 8 8 tụ liền. Sử dụng MOSFET. MOSFET của nó sử dụng MOSFET gì đấy. MOSFET của con này chắc là LG rồi. Zindex luôn bác nhá. Giá 1.800.000 đồng. 1.800.000 đẩy thôi. B3. Bình thường bác mua cũng là con bãi như này. Mua đắt hơn tầm hơn 1 triệu. Vì là hàng bãi này thì khi nó bán thêm lý được nữa thì nó không hao giá nhiều các bạn ạ. Các bác có con đẩy bãi hay gì đấy nó cũng hao giá nhiều vì nó hao đến tầm triệu hơn triệu là quá đáng lắm rồi. Mấy này công suất nhỏ. Giá 2.800.000 đồng bác nhé. À quên, 1.800.000 đồng. Lắp vào đâu không? 1.800.000 đồng nhé bác nhé. Con B3 này. Đây là lắp, mình quay cái lắp. Con B3 này rất là đẹp luôn. Lắp đẹp. Lắp đẹp. Và trước mắt các bác là mẫu âm ly. Cho những bác thợ hay những bác nào về chơi vườn. Ở đây là chơi vụ như là ở không gian là đánh một cặp 25 thôi. Con Lalomax Electric PA23. Con này là có đèn nháy đó nhá. Đèn xoay ngang này. Nói chung tiếng con này khá là ok đấy. Ông nhấc cái lắp ra. Tưởng ông mở rồi. Mở hẳn ra bung ra. Em bán là giá là 600.000 đồng đó nhá. Con âm ly này 600.000 đồng. Tất cả hoạt động ok hết. Bảo hành bác tối thiểu 3 tháng. Các mua hàng này ý bình thường các đơn vị khác họ không bảo hành đâu, nhưng bên em bảo hành bác luôn. Vì bên em có trách nhiệm rất là cao. Em bỏ uy tín em ra, vì những có sản phẩm có vài trăm ngàn đồng nhưng phải bỏ uy tín ra, trách nhiệm rất là cao nên bác yên tâm. Em kiểm tra kỹ càng những sản phẩm trước khi gửi cho các bác.
nguồn nó sử dụng con này 600 nhưng sử dụng là 2, 4, 6, 12 sò nhá. Con này rất là khỏe luôn, 12 sò LG. Đây cũng nói chung là rất là chất đấy con nhá. Rất chất 600 nghìn thôi. Nó sử dụng 4 vỉ bo rời, eco rời này. Nguồn rời như kiểu dòng dòng gì? Dòng Jaguar sử dụng cũng nguồn phần tụ rời, vỉ tụ rời. Sử dụng 12 sò nhé. 12 sò rất là khỏe. Giá 600 ngàn đồng thôi nhé. Rồi, ok. Và tiếp theo các em Hiếu Minh có một con đẩy TD nguyên hộp khách hàng gửi ra cho em này. Gửi ra cho em dán hộp thì đây vẫn còn hộp nhé, hộp hơi nát. Model của nó là LA4680, công suất cho là 680W một cây SA. Đây sản phẩm chính hãng các nhé, chính hãng nhưng cũng vì là em không bán dòng này mẫu này nữa thì em bán không giận thì em lý cho bác thôi. Nói chung về cơ bản là đẹp các bạn, cũng nghiêng là cũng được, giữ cho anh nghiêng này. Cái mã hiệu bác nhìn này, con TD Autic mã hiệu là LA4680SA 4 kênh. Nghĩa là 680W một kênh bác nhá. Rất là khỏe luôn, đánh một quả 30 kênh thoải mái luôn. Cậu đặt xuống chẳng chứng nhá. Quay nhanh nhá. Giá 4.500.000 đồng. Nói chung là khách hàng chỉ có 1 chiếc thôi, 4.500.000 đồng. Đúng 1 chiếc bác nhá. Bảo hành cho bác là em vẫn đăng nhập của hãng này thì em bảo hành cho bác là 3 tháng thôi. Vì con này bán gần như không công, trả được đồng nào. Bảo hành 3 tháng bác nhé. Rồi. Anh em nhớ cho. Giống như tôi con đẩy kia đây. Dạ, khổ chật. Ngoài mưa gió thì như em thông báo, thế thông báo là ngày mai bắt đầu là nắng giáo. Báo cáo bác thì lịch trình ngày mai nhé. Bên thì mình khả năng đi Bắc Linh cũng nhé. Đi Bắc Linh nên bác nào ở khu vực Bắc Linh ngày mai báo em nhé. Ngày mai ở khu Bắc Linh báo em nhé. Ngày mai bên mình lắp đặt ở bên Bắc Linh. Thôi nghiêng là tạm được. Trước mắt các bác là em có một con đẩy PS. Con này thì em vẫn bảo hành cho bác tối thiểu 6 tháng nhá. Tối thiểu 6 tháng. Con đẩy PSP4008. Nhưng tại sao em nghĩ con này là em Hiếu Minh là hàng demo. Hàng demo bên em vẫn còn hộp phân lát. Nhất ra em dùng mấy lần hộp phân lát. Bảo hành cho bác tối thiểu nhất là 6 tháng. Tại vì em vẫn đang bán hãng này nên thoải mái luôn. Tình trạng máy đẹp. Demo nên nó đẹp lắm. Nó gần như chả bụi bặm mấy đâu. Bụi bặm tí bác ạ. Gần như không tính quá nhá. Tí thôi. Ông nhắc là nghiêng giữ nghiêng. Cũng rất cực kỳ khỏe luôn. Đúng không? Là săn hàng. Mẫu PS Auto mã hiệu P4008 bác nhé. Sản phẩm chính hãng của PS Auto. Thì con này là tại sao em thanh lý? Thứ nhất là em bỏ ra để mua và cái thứ hai em quay quay bên ruột ấy. Nên là cái hàng này không nhấc đi đâu cả nên nó rất là đẹp. Đẹp luôn. Nhưng em vẫn thanh lý cho bác vì là nó có đúng một chiếc thôi. Để mua bán rẻ bác. Giá là 6.7 triệu. 6.7 triệu thôi nhá. Cho nó vào sân hàng. 6.700.000 đồng. Em mở ốc chỗ này. Em mở ốc ra để em quay ruột ấy. Mấy lần em quay ruột video bác ấy. 6.700.000 đồng. Ok. Dũng nhấc luôn con này lên đây. Có đúng một chiếc thôi, chả nhiều. Nhấc luôn một con này BBK. Cuối cùng nữa bên em còn một con đẩy đó BBK K12 Bluetooth. Có một chiếc demo các bác. Đúng một chiếc demo hết hàng rồi. Mua này hết hàng rồi. Dài của mình bán lốt cho bác là hộp hơi lát, nhấc ra nhấc vô hai lần. Quay cửa hàng mở ruột. Đẹp như mới luôn bác nhá. Vì nó hàng demo thì nó không bị xước sát gì cả, có vận chuyển đi đâu đâu. Đẹp như mới, nó chả bụi bậm gì cả. Giá em bán là 5 triệu rưỡi bác nhá. Có đúng một chiếc này thôi, cho bác ở sân hàng. Bảo hành ít nhất 6 tháng. 5.500.000 đồng bác nhá. BBK K12 Bluetooth. Con này chạy 80 sò bác nhá. 80 sò. Đấy, tổng quan em thấy là mấy con đẩy rất là ngon. Và những con cuối này là hàng còn đẹp. Hàng demo rất là đẹp. Các bạn có nhu cầu xem hàng liên hệ em. Và clip của Hiếu Minh đến đây kết thúc. Cảm ơn các bác xem ủng hộ video của em. Và xin chân ái chào tạm biệt tất cả bác. Các bác có nhu cầu thì liên hệ em qua hai chỗ online đây nhé. Hoặc đến cơ sở bên Hiếu Minh là 364 Quang Trung ở Đông Nội hoặc 76A Louis Mix, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh ạ.